Chào mọi người nhé, lâu lắm rồi cũng không ra được cái video. Hôm nay chia sẻ với mọi người, đây là một cái hôm nay sẽ kéo cái đường Mạng Lan. Và đường Mạng Lan này thì nó khoảng độ tầm 1 km, bởi vì đây là cái đường Mạng Lan này thì của bên công an họ sẽ lắp camera, nên sẽ sử dụng cái đường cáp quang để nối tín hiệu của camera, sử dụng cam IP mọi người nhé. Đó. Từ đây chạy ra là theo như đo trên Google thì nó sẽ đã rơi vào hơn 800 m, hơn 800 m, mà ở đây là đang đi cua, tức là lúc nãy đo trên Google là nó đang đi thẳng. Thì ở đây là đi cua đoạn này khoảng mất tầm 200 m rồi. Ở đây là bên giao thông họ muốn, rồi bên công an ấy, họ lắp cái điểm camera của xã. Ở đây bên Viettel là nhận kèo kéo thôi, chứ là không đi lắp. Ây da, toàn nước như này. Vòng bên này. Alo. Cái gì anh? Nó bị sao? Upload ra. Nhưng mà con chính bị có đưa không? Nhưng mà con chính nó có, anh đo tốc độ xem nó đủ không? À, lệch có sao đâu, upload thì nhiều lúc nó bị ấy thôi anh ơi. Quan trọng là cái download thôi. Còn cái upload tức là mình tải lên mà nó không. Thường là có mấy, ví dụ như họ tải lên YouTube đấy, tải video lên YouTube đấy, thì nó mới cần cái cái upload chứ. Còn download được là được. Vâng. Ví dụ như anh thì cái đường 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 up này thi thoảng nó bị như vậy mà. Không. Ít lắm anh ạ, nó hay chơi nhau lắm. Vâng. Chứ vâng. Chứ bình thường có mấy nhà họ dùng cái upload đó, chủ yếu là download thôi chứ. Vâng. Upload là họ up một cái tài liệu lên thì họ mới cần up, hoặc là họ vâng. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Đây toàn kéo lên trục, kéo lên cột tròn nữa chứ. Khoai. Đây mọi người nhá, thì cái bộ chuyển đổi quang này thì nó cho phép kéo là 25 km. Nhưng mà thường hôm nay là cũng là lần đếm trên đầu ngón tay thôi, kéo xa như này. Ây da, thôi họng rồi. Chết rồi. Lún hết chân rồi. Ví dụ mấy cái trang trại thì họ cũng sẽ làm, họ cũng sẽ kéo lan kiểu này. Hoặc là mấy cái điểm camera thì họ cũng sẽ kéo lan kiểu này. Bởi vì chạy bằng cáp quang thì độ bền của nó rất cao và độ ổn định của nó tốt.
Lúc sáng thì cũng kéo một đoạn vừa tròn 1000 mét. Một điểm là 400 mét, một điểm là 600 mét. Đặt máy. Vâng, đây là kéo của bên công an, họ kéo cái đường camera thôi anh. Bên công an xã ấy. Vâng. Đây mọi người nhá. Kéo ngang qua nhưng mà tức là kéo qua đây dân hơi khó tính. Ở đằng sau đây anh ơi. Tức là đây là không phải là kéo cho dân, đây là kéo cho bên công an, cho nên họ phải phục vụ thôi. Kéo trên cột 35 cũng nghe dân nói như này chịu thua. Kéo hơi khó. Chết thật. Kéo qua ruộng mía. Tắt cam đi đã mọi người nhá. Tí nữa sang bên kia thoáng thoáng mới cứ làm tiếp. Đây mọi người nhá, lúc nãy kéo qua cái ruộng mía này, cho nên hôm nay quên cầm cái dây đeo. Quên cầm cái dây đeo cho nên là thành ra là đi qua ruộng mía thì không quay được. Quay nó khó. Đoạn này kéo xa như này thì nếu mà mình kéo lòng vòng ấy thì sẽ phải cắt để nối, cắt cho nó dễ, kéo cho nó dễ. Alo. Hà Tình cứ kéo dây đi anh. Ơi. Ông bắt bị nặng lắm vậy. Ông đã xuống đi mà kéo. Tự nhiên thấy kéo thấy nặng thế nhỉ. Không biết dính vào cái sợi nào rồi. Đoạn này nó thoáng nhưng mà nó lại toàn cái cột cao.
Kèo kéo quang, lan quang này thì là do ông anh hay chơi. Bọn anh em Viettel là đi triển khai thuê thôi. Anh nhận kèo rồi thì mình sẽ đi triển khai thuê. Tất cả những cái đồ như này thì là ông anh ông có sẵn hết. Còn bên Viettel cũng cung cấp nha mọi người. Chả thiếu cái đồ gì. Giờ nó lắm dịch vụ lắm. Bên Viettel giờ nó lắm dịch vụ. Dồn đây khoảng độ tầm 200 mét. Alo. Ờ, cái hộp cuối kia, hộp cuối trên xóm mu xóm mạ gì còn toàn không em? Thế anh ơi. Sao anh check vẫn thấy còn một cổng nhờ? Cái đấy nó đang nhảy, đấu nhảy. Đấu nhảy á, thế không đấu nhảy được nữa à? Không. Đấy. Không thì cái chiều anh nhảy hết cáp rồi còn. Làm gì cái hộp cuối, làm gì mà đã hết? Hộp cuối là cái hộp mà chỗ đoạn ngã tư đấy đúng không? Ờ, chỗ đoạn ngã tư đây. Camera. Cũng bảo lắp màn này, nhà đây kéo cam nhưng mà có làm gì còn bọt đâu. Nhà đây nó đang ăn nhảy một nhà từ ở bên dưới xóm làm gì nhỉ? Đi vu mạ dưới bên dưới xóm dưới này cơ. Thế sao hộp 16 vẫn còn cổng? Hộp nào? Ở trên hệ thống vẫn còn. Hệ thống còn nhưng mà thực tế không còn. Thế hôm nay anh qua anh thấy có mấy sợi nhỉ? Ừ, được rồi. Nó cũng mười mấy khoảng nhỉ? 13 khoảng 1 á? 400 này, 43, 12, 500 à? Hơn 500 nhỉ? Phải. Nhưng mà nó dễ kéo, đoạn đấy nó dễ kéo. Nhưng mà hộp đấy làm tiếp còn hộp nào trên đấy còn bọt nữa. Còn, lúc nay anh thấy nó, hay là đấu nhảy, nó đấu nhảy đi xuống đi bên dưới. Ờ, thôi được rồi, nhà ông bên vợ mà. Thì cứ, anh cứ lên đấy xem được thì cứ kéo thôi. Ừ. Vâng. Thế nhá. Ờ. Đây xong chưa anh? Đang kéo đây, lên đây. Thì trời ơi, vào lên em đang làm thị trấn thôi. Bây giờ hai anh em vừa mới đang kéo mà, lên chốt cùng cho nó vui. Gì, cùng cho vui vãi, em đang kéo dây nốt dưới này đã. Đoạn... Em cả buổi. Thế... Ở đây mẹ xa lắm, đoạn này kéo phải đến cây. Một cây từ ủy ban xuống cổng chợ mới à? Qua xóm xấu nữa cơ mà. Thì qua xóm xấu thì bây giờ mình kéo đường khác. Thế bây giờ đang xa lắm này. Đang xa lắm rồi. Kéo được ở đây một khoảng này, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng. Hơn 400 mét rồi. Vậy cứ để kéo dây thằng Long với rút à? Tí nữa mới bắt. Chết, kéo lại chết. Bây giờ cứ một ông lên mái tôn, một ông mang thang dưới thôi. Không, ở đây bây giờ là từ ở ngoài ngã tư đi vào xóm xấu cơ. Ngã tư đi vào xóm xấu á? Đi lên lên cái cột 35 này này. Đi rồi. Địt này. Nhưng mà đi vào xóm xấu thì đi từ lối cho ông Tâm thì cháu ấy đúng không? Đúng rồi. Đi đằng đấy làm gì có cột, đi toàn đi đằng rất xinh ấy. Thì đấy cột 35 này. Dạ. Được không? Lên đây đi. Lên. Tính toán kiểu gì chứ bây giờ mày cứ đi kiểu vậy mai nó cắt nó sửa chết. Đấy là do anh Nghĩa làm việc. Còn anh em mình được thuê anh cứ làm thôi. Có nghĩa là mình chỉ làm theo chỉ đạo thôi đúng không? Đúng rồi. Lên đây ấy đi. Lên đây đi. Thì em làm nốt dưới này tí đã. Ừ. Nếu mà sớm thì em lên. Lên chốt cùng. Không à. Toàn cột 35 ấy, phải chốt. Đoạn này chắc cắt mà nối anh nhở, đỡ phải kéo như này làm gì nhở? Ừ,
cắt đến cột kia mà nối nhỉ? Nhưng mà đi theo lại đi thẳng lên trên kia mà. Thẳng nhưng mà anh kéo dồn vào đây đã. Nặng, anh kéo như thế nặng, anh kéo một ra kia lại vòng đầu quay lại. Anh nhẹ không nhưng mà. Không nổi à? Đây là mình. Mất kỹ ra. Đây là ảnh Bùi Di Diệu. Kéo nhưng mà kéo như này nó gãy đi sẽ sao? Gãy điên rồi. Anh kéo thẳng ra đằng kia tí anh vòng đầu quay lại mà. Ừ. Đây bây giờ bắt đầu chiến thuật chơi xe máy. Kéo nhẹ nhẹ. Khi mà kéo hết cuộn cáp thì đang thiếu khoảng độ tầm hơn 100 mét nữa. Lúc trước đo Google là nó rơi vào hơn 800 mét. Nhưng mà đây này mọi người, đây là cái cột nó chạy đi hướng này. Đây cột ở giữa này này. Đó. Là nó sẽ chạy chạy vuông góc sang góc bên kia, hai cái cột trắng ở bên kia. Là ở đây là hai khoảng, tức là nó thiếu là khoảng độ tầm 200 mét nữa. À nó cộng lên nó 800 cộng lên 200 mét nữa là nó hơn một cây. Hơn một cây số, tầm cây mốt. Đo Google theo cái đường dân sinh như này. Chặt lại rồi, nhà đằng kia lại nhá. Dồn lại một tí đi em. Không, lúc mình nâng lên này. À vâng, vâng. Ok. Vâng, vâng. Anh Diệu ơi. Anh kéo vòng lại một tí nữa. Bên kia anh nghĩa chốt rồi. Anh kéo thả ra một tí nữa. Vâng, kéo dồn về bên này. Bởi vì bên kia anh Nghĩa đang buộc vào đấy rồi. Chờ tí nữa mình lên dây nó căng dây ấy. 70 mét à? Nhưng mà ý em là nó đã, bên kia nó đang bị chốt rồi ấy. Không, tí lại phải chạy ra. Anh lùi lại một tí kéo cho nó dễ. Ở bên đấy nữa. Hả? Cứ làm băng đường này đi đã nhở. Đây là đại úy Bùi Di Diệu. 4 sao một gạch. Xếp đóng bao tiền? Hả? Đóng hết bao tiền? 500 mấy? Ui. Điệp máy bên này khăn. Đây. Quên mang cái dây ấy đi. Nói thật với bà con là kéo trên đường này rất nguy hiểm. Đấy. Toàn bụi mía thế này lở vào thì hỏng ăn. Cầm mố đâu đấy, nó vắt đi cho. Cứ làm mố đâu lên lơi đi. Đi nó vắt đây nhá. Họ vắt đốt lon rồi đây nhá. Địt mẹ đi đái quá cho đi đái này chứ.
trường nó không lên nhỉ? Trường sửa si hao đéo sửa được. Hôm nay chạy phải xuống chạy hỗ trợ Hoạt. Lại hỗ trợ Hoạt. Thì hai anh em nó hay hỗ trợ nhau mà. Anh có hay đi với chúng nó đâu. Anh toàn chạy một mình anh ấy. Mẹ ăn đến đâu nó đến. Bọn nó hay đi chung với nhau. Xong có gì lại cứ thích gọi mình. Nhịt dẹ, giá này đéo sửa được lại gọi mình. Nhịt dẹ. 3, 4, 9 à? Quay về hướng này cho bà con đỡ chói mắt nhé. Đại úy Nguyễn đang thì treo cáp trên đường 35, nói chung là rất nguy hiểm nhưng mà vẫn phải làm. Đang bị mắc vào cái lều bên kia thì để tôi đến tôi gỡ cho nhá. Rồi lên rồi. Được rồi, thế thôi, thế là cao rồi. Ở ruộng này có cái cây mía là cao nhất thôi. Cây mía thì chỉ tầm khoảng 3 mét thôi. Còn 3 cột nữa là hết cuộn cáp. Mai nhận tiền công trình. Đang còn sự cố, để một cái sự cố sáng mai 8 giờ sáng mai hết hạn, mai 7 giờ phải đi chiến. À cao nhỉ? Cao chứ. Cao chứ. Mấy cây không tới là được mà. Tiếp tục đi cột khác. Đợt này cột này nguy hiểm hơn. Băng qua đường điện 500 của điện lực này rất nguy hiểm. Điện 220. Cầu đấy á. 500 mà anh. 500 bên trong. 500 của bên trong. Bên trong ấy. Đường này đi vớ vẩn lơ ngớ lại kiếm được con rắn con rết thì lại có bữa tối này. Cầm kim chưa? Này. Cầm chưa? Chưa. Đưa kim của anh. Ê là phải mỏ ra. Kéo lên xem nhá, có vướng cây mía này nhá. Cụ tổ đi làm còn quên kìm, lại phải quay lại lấy. Đây, biết ngay là quên kìm ở đây. Đấy, tí nữa lại biếu. Kéo lên xem nào em ơi. Kéo lên xem nào. Kéo lên xem nào.
Đấy. Dây đã lên. Trời hôm nay quang cảnh rất đẹp bà con ạ. Dân chơi này rất thích đứng lên đỉnh cột để bện rơi. Ở dưới nhàn không muốn. Dụng mía này khả năng là chỉ cho trâu cho bò ăn thôi bà con ạ. Xong rồi nha mọi người. Đại úy Diệu chốt nốt hai cột nữa là xong. Mai nữa là lắp xong. Mai là nhận xẻng. Tám mắt, mắt xa nhất là 1,2 km, mắt một mắt 600 m, hai mắt 600 m, hai mắt 400 m và một mắt khoảng hai mắt 200 m nữa. Đấy. Bây giờ còn mỗi một cột này, với cột ở đây. Là hết. Vừa có 6 giờ kém 35 mà đã. Sáu giờ kém 35 là tối. Đấy mọi người nhá, thì một cái mạng lan như này thì nó kéo được trên cái thông số là nó kéo 25 km, nhưng mà nói chung là mình mà kéo cái mạng lan mà có tầm 1 km như này thì mọi người cũng nên xem xét, bởi cái chi phí của nó khá là tốn kém. Nó phù hợp cho những cái công ty từ điểm A sang điểm B, hoặc là dùng cho cái dịch vụ mà lắp đặt camera như kiểu như này. Còn chưa, mọi người mà kéo dây lan như này tốn kém lắm, thà mọi người lắp một cái đường mới còn hơn. Lắp một cái đường mới thì mọi người được hỗ trợ toàn bộ. Đấy. Thôi, video đến đây là kết thúc mọi người nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Bye.